Chào mọi người đã đến với kênh Zoom Liên Quân, nơi tạo cảm hứng về các video liên quân hay nhất. Mọi người hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo giúp mình nhé. Liliana Way là một trong các thành viên của nhóm nhạc Way. Cô nàng có ngoại hình trẻ trung năng động, màu sắc chủ đạo là màu xanh nước. Năm cái đuôi to lớn lộng lẫy, hiệu ứng đung đưa rất đẹp. Liliana Tân Nguyệt Mỹ Ly là skin tuyệt sắc của skin Nguyệt Mỹ Ly. Cô nàng có ngoại hình theo hướng anime Nhật Bản. Màu sắc chủ đạo là màu vàng và cam. Cô bé cầm cây dù và có khăn quàng vai nhìn giống như một cô tiên. Hiệu ứng biến về của Liliana Way rất đặc biệt, hiệu ứng và âm thanh đặc trưng riêng của nhóm nhạc Way. Cô nàng bay múa và tạo ra một đĩa nhạc, dòng chữ Way tạo ra dưới chân có ánh sáng rất đẹp. Hiệu ứng biến về của Liliana Tân Nguyệt Mỹ Ly trông đơn giản hơn. Cô nàng tạo ra một hồ sen nhỏ dưới chân và cầm dù bay lên, lắc lư theo chiều gió như một cô tiên bay lên trời. Âm thanh skin này không có gì nổi bật. Dạng cáo của Liliana Way có màu xanh chủ đạo, những cái đuôi phát sáng trông rất đẹp. Dạng cáo của Liliana Tân Nguyệt Mỹ Ly có màu vàng chủ đạo, nhìn kỹ thì cô nàng có đội một cái vương miện trông rất đẹp. Hiệu ứng và âm thanh của quả cầu được tạo ra từ chiêu một của Liliana Way dạng người. Hiệu ứng và âm thanh của quả cầu được tạo ra từ chiêu một của Liliana Tân Nguyệt Mỹ Ly dạng người. Hiệu ứng và âm thanh từ chiêu 2 của Liliana Way dạng người. Star Wave. Listen carefully. Star Wave. Hiệu ứng và âm thanh từ chiêu 2 của Liliana Tân Nguyệt Mỹ Ly dạng người. Life's but a dream. Life's but a dream. Hiệu ứng và âm thanh từ chiêu 1 của Liliana Way dạng cáo. Cô nàng dùng móng vuốt của mình cào ra một mảng ánh sáng xanh tím rất đẹp. Hiệu ứng và âm thanh từ chiêu 1 của Liliana Tân Nguyệt Mỹ Ly dạng cáo. Cô nàng dùng móng vuốt của mình cào ra một mảng ánh sáng màu vàng và đen. Trông rất huyền bí và ma mị. Linh đạn của Liliana Way tạo ra một quả cầu to lớn, có hình mặt của con cáo nhỏ. Quả cầu tiến về phía đối thủ được tích dấu ấn và phát nổ. Hiệu ứng của vụ nổ là tỏa ra hình ảnh của Liliana Way trên đầu. Linh đạn của Liliana Tân Nguyệt Mỹ Ly tạo ra một quả cầu to lớn, có hình hoa sen màu vàng. Quả cầu tiến về phía đối thủ được tích dấu ấn và phát nổ. Hiệu ứng của vụ nổ là tỏa ra một ánh sáng vàng và đen rất ma mị.
enemy. Chào các cháu đến với chuyên mục Hãy comment và chú sẽ bế các cháu lên TV. Đầu tiên là comment của bạn con ác trong video so sánh Thánh Quang với Tinh Vân. Chú Dung rất trân trọng những comment cực kỳ có tâm và chuyên môn như thế này. Cảm ơn bạn con ác nha. Tiếp theo là comment của bạn Kiệt Nguyễn Hữu, Đam Mê Liên Quân và bạn Tuấn Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã khen và ủng hộ video hướng dẫn bay ra ta của chú Dung nhé.